nhưng mà không có đem con chó về được. Mới như thấy tội vậy đó. Mình vừa chưa thăm đi chưa. Ủa nó Mỹ mà nó không thích chó hả trời? Nhà có hai con, nhà chắc không phải của nó. Nhà có hai con mèo. Ừ. Nhà nó nuôi chắc thuê được chút xíu à. Vậy nhà này của bà không bán đi hả? Có mỗi người mỗi cảnh, chưa nói được, có nhiều việc lắm. Mình nghe nó đơn giản nhưng nó không phải đơn giản. Người Mỹ nó không có như người Việt mình. Cho nên khi mà sống gần người Mỹ rồi mình mới biết là nó có nhiều, cũng nhiều cái nó rắc rối thật hả? Nó rắc rối lắm chứ nó không phải như người Việt mình đâu. À, lại tại ông còn sống mà ở trong nursing home. Cái thứ nhất, thứ hai nữa đó. Còn hai người con nữa. Không, người Mỹ nó không có như người Việt mình, có nghĩa là người ta có bao nhiêu người ta ăn bao nhiêu, người ta nghĩ là chết rồi thôi, tôi hiểu rồi. Bây giờ cái nhà đó giống như hiện bây giờ là cái nhà thứ nợ gần như bây giờ gần bằng cái giá mình mua đó. Nó như vậy thì tôi hiểu rồi, nó không có như người Việt Nam mình nữa. Không, người ta với hai ông bà nghĩ không để lại cho ai thì ông kia ông không báo, có lo gì cả hết trơn á. Cho nên thôi cái đó chuyện của cá nhân, của thế gian nó khổ lắm. Mình có nói cũng vậy thôi. Thầy chú đó là có cái tiệm phở cho nên thầy trọng đâu cho chú đó hả? Phở cái thầu Quang Quế á. Ừ. Ở gần đây không thầy, tiệm phở nó gần đây không? Ở gần biển á, ai cô ra cô gõ phở Đà Lạt thì... Ở Đà Lạt, ở Đà Lạt. Ừ. Ở gần biển. Để nó đi cô Bích ra đi chơi. Hồi nãy thầy nó chỉ con đi hồi vòng ngược, vòng tới, vòng lui mới tới đây. Sao kỳ vậy? Con biết đường nó có lóc không mà nó chỉ. Trời ơi, tôi không biết lái xe, cũng như không. Mẹ chị đi ra kìa. À kìa kìa, dẫn cho đi ra kìa. Tại sao tự vậy đi ra được kìa trời. Gọi có rồi. Có bạn vàng xuống mà không ra thôi được. Ừ. Không ra tiếp khách là thất lễ. Vâng. Biết có bạn đến là không nằm chị ơi. Thất lễ. Trời quá trời đất ơi. Một thời anh Liệt đi đâu rồi? Một thời anh Liệt là kháng chiến chống Pháp đó thầy. Biệt động Sài Gòn đây nè, đây là biệt động Sài Gòn nè. Tầm đông vặt gọn nhọn đó nghe. Chú anh xong một ít sweet. Biết ăn mà biết ăn thôi, đừng nhắc cái chuyện quá khứ chiến tranh chứ gì thầy cũng tính trị. Bác kể cho con nghe. Được rồi, con nhớ. Tại vì cái gì nó dĩ dãn qua rồi, mà mấy cụ bây giờ sống chín mấy hết rồi thì thôi giờ nói thật. Chiến cỡ nào cũng là thì cũng là. Xin chào cho mẹ ngồi con. Thì đang nói mấy tụi em hay chọc tụi nó xong. Nên chỉ nói đến sự thật thôi thầy. Yeah. Hạnh thù thì không có hạnh thù. Yeah. Tất cả nói sự thật. Chính mấy hết trơn rồi. Những cái sự thật cho con cái mình nó biết thôi. Vâng. Uống à bà. Uống à, nhưng mà may mắn là bà cụ Quang. Còn con biết. Là Diệu Phúc thầy. Diệu Phúc. Thầy con kêu con là không gian Diệu Phúc đi. Dạ, cụ Diệu Phúc cùng còn minh mẫn 95 tuổi mà như vậy là quý quá rồi đó. Mô Phật. Chứ còn mà thật sự ra có nhiều người 80 mấy là cũng đã xong việc rồi. 80 mấy, 7 mấy cũng thầy cho con xin trái chuối. Tự nhiên, muốn ăn gì cứ tự nhiên. Chuối cắt, ăn cứ tự nhiên. Con đã bày hết rồi, thầy muốn ăn gì hết lấy. Vâng. Thấy cái gì, cái chùa mà em biết không? Thiếu gì chị? Đồ của chùa ăn cũng mất tiền à. Không mất tiền nhưng mà nhắn rồi mình uống rượu thì nó quá. Tới nãy giờ rồi mới ăn một bụng bún riêu. Con này là con út đấy thầy. Vâng. Nó khá không có kẹt xe. Cuối năm thầy đồ chó thầy hai đứa. Má đi sớm. Ngon lắm rồi. Nhưng thì 8 giờ đi. Lớn nó chưa từ hơn con 1 tuổi. 6 giờ hơn. Rồi, xe bữa nay nó có bạn nè. Vậy thôi, mẹ đang lấy chuyện mua nhà tại nhà. Nó được cái con bọn đó. Cũng ở như mà rồi. Thế xe bữa nay coi như nó đeo bà cụ suốt rồi đó. Công an bắt đầu rồi. Nhưng mà tội nghiệp. Bây giờ nếu mà cô Bết mà phát tâm mà giữ chó kia cho nó vô tội nó. Còn bà cô. Con không có thích chó. Con không có thích chó. Người thôi lo cho người chứ không lo chó. Thầy ơi để nó. Nó muốn vô tội đâu quá. Đừng có đút túi ăn đi.
đừng có để ra ăn đi. Tôi bẻ ra ăn chia đôi mỗi người nữa. Dạ đúng rồi, đó, có ăn. Còn cái bánh này nó nhỏ xíu xíu, cái cơ nhỏ hả? Có cô đó em, cô nó bán. Ờ không, có cô trên mình không có bán. Để vậy hả? Loại này, tùy theo tiệm. Chỗ tiệm chỗ con, rồi, nó không có, nó chỉ bán bánh trung thu rồi, nó không bán ăn đi. Có cô mà cũng bán bánh mía. Bây giờ nó trễ rồi, chứ phải như 1 năm hay 2 năm trước. Chứ phải không tha hồn hả chị? Thì cái năm lên trên đó, rồi một tuần lễ nào nó bán bánh thơm. Rồi bác nấu cho ăn, nấu phở, rồi nấu này, nấu kia, nó phải ăn đấy. Ở cái chùa đó, nhưng mà dở á là cụ lớn tuổi hơn nhưng mà cụ minh mẫn thầy ra thành ra ni sư lại tiếc á là đây cũng biết nhiều lắm. Như vậy như, như vậy là nếu nói về một mặt nào đó là tính là cụ Diệu gì quên này, Diệu Phúc à. Diệu Phúc đúng rồi, đúng rồi, Diệu Phúc danh luôn đó. Có Phúc đó. Phúc là nhờ đi theo Phật pháp sớm hơn. Vậy hả? Có đi, đi, hồi nào phát trước mẹ con mà mẹ con đi sau mà mẹ con đi mà đi còn đi nhanh đi dài hơn là đi sau mà đi nhanh nhưng mà đi xuất gia ô thì nhưng mà nói thật cụ á xuất gia tại gia thì nó cũng vậy thôi, quan trọng có buông được cái phiền não trần lao hay không, có dứt được tất cả mọi cái. Vâng, chứ còn không phải nói vậy là chê sư quỷ trao, nhưng mà sư quỷ trao giống như cũng quanh liệt một thời rồi sau đó nó buông được tính cho nó lẹ, nhưng mà thật sự ra đó mỗi người nó còn cái nghiệp thì đâu phải mà dứt liền một cách dễ dãi đâu. Còn nằm là không có không bạn nằm gì, bạn tốt của mẹ con rất tốt, cô rất tốt với mẹ con, rất tốt với nhà con mà. Ôi giời, nó thích lên chút cho thấy mặt, cái sau này là bộ đồ bích xuống trên thì có bẻ lên, bẻ lên, bẻ cái dành lên. Bẻ lên, cô bẻ lên, cô cái đó cô. Thành quay phim, đây là những thước phim quý báu. Dạ đúng rồi. Thứ hai bà già còn lưu lại kỷ niệm. Ngồi xuống, ngồi xuống, bắt ngồi xuống. Con hả? Thôi, con không ngồi thôi ha, bà già con ngồi chi. Đây là tình bạn mà. Thôi bây giờ cho bà Linda qua đó luôn đi, cho bà già đi. Bây giờ cho đi. Thêm một bà nữa là. À, cho qua đó đâu, đây đây. Đây đây đây, go go. Go go. Take the picture. Nói vậy cho ba bà quay kỷ niệm ha. Bà nói đó để thôi bà buồn mà đấy sao mà không nói tiếng Anh với bà. Đấy, thầy nói. Thời đã tới mà bà bây giờ Mỹ mà vậy mà má lung tung mà bà ngồi yên rơ à. Thấy không? Thank you. Ngồi đó cho cái bàn này qua chụp hình. Nè. Bà này đi được lắm rồi. Mới mà theo à? Ok. 1, 2, 3. Nè, bà. Bà này nằm ngồi nhiều quá, mệt méo xương. À đúng rồi, mới nằm, mới buồn, mới nằm. 86 nè, đây là 86 nè, đây là 93 nè, đây là 95 nè. Cô vô đó ngồi luôn, đây là 9 mấy đây. Đẹp, 53. Đẹp xinh tươi. Con lâu nhiều lắm rồi. Nè, mày cứ quay. Chị lại đây. Quay quay chơi. Quay cái đó đang trực tiếp á. Nè. Nè. Đây là tình bạn vượt thời gian. Nè tôi ngồi đây nữa mới đẹp. Đó, tôi ngồi đây với mấy bà, tôi biết tay tôi biết sao lúc tôi ngồi đây. Đi lên thật, tôi đi qua cái đi. Đó, ngồi đây với bà nói chuyện rồi chơi mấy bà ha. Đó. Đó. Em có muốn vô hình không hay là che mama kính không? Không sao đâu, cái gì đâu sợ. Đâu, đó. Nhớ không? Không. Hả? Nói một đôi tai còn không? Con nhớ không? Tên là gì? Nói rồi đúng rồi. Tên là gì? Nói gọi coi. Tên gì? Nói đi. Tên gì? Tên gì? Nói ra gọi tên đi coi. Ừ, có gõ này. Không nhớ hả? Ai đây? Ai vậy? Ừ. Ai? Nhớ không? Nhớ nhưng mà tên gì nói lên. Để cho suy nghĩ, để suy nghĩ. Từ từ suy nghĩ. Để cho thầy. Rồi. Nè. Cái sao? Con tí nước nóng đặt lắm. Con tí nước nóng đặt lắm.
Hai bà làm sao cảm động á. Cũng cho Esa do tội nghiệp để xào lắm. Uống cho nó nóng nóng một chút cho nó tốt. Đang vui mà ông cho Esa do à. Tội Esa lắm á. Thấy không? Tội Esa lắm á chứ bộ. Esa tội nghiệp lắm. Từ lúc suốt đến giờ chưa nói một câu rồi. Ít nói bây giờ là vậy đó. Không có nói một câu nào. Đó thì nói dãy lưng đi. Đó, cái nào cần lắm thấy nói. Chưa, cần lắm chủ nói hay dắt mày đi tắm dạ. Hay là dắt mày đi thái dạ. Cái cần lắm mới nói. Chứ cô ấy nói gì cô? Dạ. Chào rồi. Chào nói gì cô cầm chứ khó cầm. Chào ai vậy? Chào ai vậy? Chắc bà nói với con chó đó thầy. Đây là ôm hai con luôn. Đó. Hai bà làm của nhau từ thở niên thiếu. Không tôi một câu coi thôi mà không có nói gì hết. Tôi buồn quá vậy đây. Rồi, cái là cái chó kia liếm luôn nè. Và gặp thêm một bà bạn già. Nhớ không? Nhớ tên không? Nhớ tên không? Thầy hỏi ai vậy? Nói ngắn thôi để cho bạn. Ai vậy? Rồi, em không nhớ. Nói, nhưng mà tên thầy bà nhớ. Ai? Không thèm nói luôn. Không, không. Ai? Một thời gian, một bà 93 tuổi, một bà. Trời ơi. Má, má, ai đây? Ai đây? Giờ là không nhớ rồi. Giờ không nhớ rồi, không nhớ rồi. Hồi sáng mới nói mà. Mới nói sáng thì quên rồi, mà nhớ lại. Hôm nay gặp một bà. Thực sự ra thì bây giờ tôi biết cụ, giờ tôi không biết nói sao nữa đó. Giờ đó thì ra hơn của Phật quá nhiều rồi. Bà không nói gì thì không nói gì. Bây giờ tôi nghe thấy cháu biết cháu phô cho con bà có khóc á. Tại vì hai năm đứt, bà con nhớ quá trời. Tôi cứ khóc này không mà biết làm sao mà gặp lại. Mà không lấy cái kia kìa, đó gẹo cái kia. Không phải rồi đi vô phòng ngủ. À, đấy, mới dậy. Thôi, mới dậy à. Rồi đây đi, cho ăn chưa, cho ăn chưa. Ăn rồi, đó, ăn rồi. Cái việc ăn gì được đó là ăn đi. Không, chị hai mẹ con kìa. Thôi con no bụng, thầy cho một cái. Rồi sao? Thôi mình đi con ơi. Con giữ cho thầy coi. Thầy, cái hàng đào bên đây đó là cây chuối của người ta đó. Chuối của thầy? Muốn đào cái gì? Muốn xin cây chuối. Mai mấy giờ cô về? Không, con về sớm lắm. Không, bữa nếu lên thì đi đi lên mà. Chứ mùa lạnh nó chết đó nha. Mùa lạnh bây giờ phải trồng lúc này. Mùa lạnh kệ để nguyên nó đậy nó lại thôi rồi nó chết, nó vẫn chết. Nhưng mà tới mùa xong nó lên lại. Bạn con rất thích cây chuối, hôm nay con thấy rồi. Đó, bà này thì hai con chó. Đó, nó cũng là bạn đấy. Kiếp trước là nó cũng có nhân duyên thế này. Bạn ấy. Hôm nay nhớ nhiêu tuổi không? Nhiêu tuổi? Sao giờ không thèm nói nữa vậy? Sao giờ không thèm nói nữa? Mẹ chỉ nói rõ mà không để, muốn nói nữa. Để cho cái nào cần nói mà không nói. Từ mắt đái ra đi đái. À, con biết được như thế hả? Má muốn ngồi dậy, vậy thôi chứ còn không có ăn uống gì nữa con nói hả? Má không ăn gì, cho má ăn gì ăn đó. Không có nói luôn. À, 93 nó là sao? À, 93. À, 93. 95. Oh my goodness. Yeah. My goodness. Còn 86, 86 là S thì là... 86. Ngủ quá, ngủ quá. À,
Chị chiều cho ba bà đã bên. Sucker. Áp tên nó sucker. Áp tên nó sucker. In my dream. Say it, Linda. Lúc mà in my dream này lúc mà Bạch cho mất mẹ không biết không? Bây giờ đâu có biết đâu, cứ kêu Bạch vậy á, và hãy ngồi chút. Nhiều khi kêu con bằng thằng nhỏ kìa. Thằng nhỏ. Mình đi. Dạ bắn lẫn rồi. Nhưng mà thằng Bạch mất rồi không biết hả? Không biết, đưa cái hình thấy Bạch nằm mà chết trên nằm đống tang đó. Đưa cho bà rồi bà coi, bà dòm nó để đấu phải thằng Bạch. Mới đây thôi chứ đúng ra mấy năm trước rồi đúng đổi đâu. Để coi 2018 đâu đến đổi, 2018 còn ăn cư kiết hạ, còn dạ, lối phát biểu mà phải không? Cách đây 2 năm thì là tệ. Đây cái mấy cái lúc trước thì Bạch nó phone, rồi nó đưa ra nói chuyện với bác được. Dạ được. Đã xong rồi đến mấy tháng sau thì không nghe thôi, thì nó nói qua bác nói qua nói, thì nó nói qua cho mẹ con tôi. Dạ đúng rồi, lúc đó biết rồi đó, biết rồi dạ. Đó, bây giờ kìa, xin thấy chưa? Thế xả nịnh cho bà chủ không chưa? Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Thấy xả nịnh chưa? Bây giờ xê mất rồi. Xê coi như bây giờ là thua rồi. Nói nó buồn, nó nằm tâm sầu Bạch Phát luôn. Nói bà chủ chụp với. Nó buồn. Trời ơi, nói này mình dịch tâm sầu Bạch Phát. Không, nói nè. Nói nè, cô nói nè. Từ ngày đi, nó đi, con chó. Nói con chó đi qua thăm bà. Nó thấy bà nuôi 2 con mèo, con mèo nó giả cho nó một cái, tới giờ nó về nó buồn, nó tóc bạc luôn. Nó nghĩa đi. Linda, the last time she came to visit you. Rồi cô ngồi đây đi, cô tôi nói cho cô dịch nghĩa cho bà mày. Rồi cô ngồi vô đi. Đó, cô ngồi dịch nghĩa cho bà nghe đi. She visit you, right? She come home, she really sad. Her hair turned gray. Do you know why? Because you have 2 new members in your family, 2 cats. And one of the cats, you know, Slacker. That's why she's really sad. That's the mean one. Yeah, the mean one. It was a mean cat. Yeah, the mean cat. I didn't know that she was that mean. Yeah, I didn't know that she would try to get on it. The dog's very faithful. Đây là nó mới có rây he á thầy. Come and go. The dog's nó mới có tóc bạc á, nó mới có tóc bạc đấy. Mới tóc bạc gần đây thôi à. Nó con chó mà mình để bên ngoài. Okay, yeah. Because she's very sad and she's since then. I mean, I think she's stressed out. Did she hurt her? Was she hurt? I don't think so. No, the cat jumped on her. I had to get the cat away from her. Yeah, I didn't know the cat was she's like jealous that. Because you know, because she's first. She's your baby. Yeah. Bà nói lần sau thầy đem tới đó, bà đẹp con mèo đi chỗ khác. She's always been this way though. She's jealous. Nói con là tôi nói nè. Con chó đó thông thường á, cái tuổi thọ của nó là 15 năm theo người Mỹ họ nghiên cứu á, nhưng mà nó là 12 năm rồi, còn 3 năm, nhưng mà có nghĩa là không quá 15 năm, nhưng mà sau 8 năm á thì cái mai của nó đó, cái óc, cái não của nó gần cái con chihuahua này, nó gần giống như con người vậy đó. Bắt đầu á, khi mà nó đầu tiên á là bà tôi đi qua lại tôi cho bà cụ ăn á, thì nó sủa tôi dữ lắm. Tới chừng bà cụ đi vô bệnh viện lần thứ nhất thì nó ở mình đó hả, quát nó không được. Cho tới lần thứ hai, và mỗi lần bà vô bệnh viện bà phải ghi miếng giấy lại, bà nhờ cảnh sát tới nói với tôi là nuôi giùm. Rồi tới lần thứ hai là coi như nó đem bà vô nét sơ hôn. Thì bây giờ cảnh sát nói á, nếu như tôi không nuôi thì nó già rồi, bà giết thuốc chết. Và cảnh sát họ nói thẳng vậy đó, thành ra buộc lòng tôi phải nuôi giùm. Rồi đứa nó quen cái tôi qua tôi bắt nó chịu. Nó chịu cái bất kỳ biết không, cái rồi bây giờ bà không có nhà rồi làm sao, nó ở đây luôn. Mà khi mà nó thấy bà mà đi lên xe cứu thương á, là nó rớt mắt, nó tự động nó rớt. Rớt mình không biết, nó khóc thiệt luôn nha. Rồi
đó, rồi cái bây giờ đó, vì bà thương mà bà không bỏ cái nhà này, đó là nó như vậy đó, nhưng mà cuối cùng bây giờ lực bất tòng tâm, cái gì hiểu không? À, lực lực bất tòng tâm. Bác Quang, bác Quang. Để từ từ bà một cái nhớ. Nhớ từ từ nhớ. Từ từ bà một cái nhớ. Bác Quang, tội không? Nhớ ra chưa? Nhớ ra chưa? Nhớ nhớ. Nhớ ra chưa? Trời. Gạch rồi đó, gạch. Bác Quang. Thích chưa? Vui rồi đó ha, cười. Cười. Cười lên. Bạn nhau 80 năm. Mẹ nó muốn khóc đó, bà nó nghe lại cái mèo. Bạn nhau 80 năm á bà con, tôi thấy chưa, tuổi già bạn nhau 80 năm. Một bà 95, bà 93 đó, bạn nhau là 80 năm cuộc đời đó. Bà vuốt tay rồi đó. Hồi đó bà 13, bà 15. Đó. Mà cái bà chị của bác đó năm nay là 104 tuổi còn ở ngoài Bắc đó. Dạ. Đó. Chứ bà nhớ là chị của cụ là còn 104 tuổi, còn bác luôn. Dạ, dạ còn có bác. Ồ. Oh. Mà nhớ bác Quang. Mai con còn hai người chị, một người ở Sài Gòn một là 100 tuổi. Ha. Ồ. Bây giờ cái gen này thọ nè, ráng sống bên đây sống 120 đi đặng rồi. Đặng là đặng nói Mỹ nó lấy cái gen đó. Mẹ con là 97, bà cụ 97 nó mất. Bà ngoại và con gái còn sống thọ hơn mẹ. Mà nhớ bác Quang không? Bác Quang. Nghe được. Bác Quang hồi đó gặp nhau ở đâu rồi nói cho bà biết rồi, bà gửi cái trí gọi. Nắm tay biết rồi, biết nắm. Bà biết không? Biết rằng cái hồi mà bắt đầu mà quen nhau biết ở chỗ nào là quên mất tiêu rồi. Là cái hồi hồi đó là em đi chị Tuyết. Là bà ở Sài Gòn, rồi bác thì đi với bà ngoại là vào thăm bà chị lấy chồng ở Sài Gòn. Yeah. Không biết làm sao mà lại quen nhau. Đó, thế là cứ cũng nhiều lắm, đám rồi con Minh gì con này con kia đó, mà có hai đứa này là bán với nhau thôi, là dài nhất đó. Dạ. Yeah. Ừ. Con nghe điện thoại để con thầy. Đó, bởi vì con. Alo, em là chị. Chứ không cho nó vào là vậy á. Đây là con chó nhỏ nó không có biết. Dạ. Đã nghe rồi đó, gật đầu rồi đó. Nhớ rồi hao. Nhớ chắc nhớ một chút định đào rồi đó. Đó, nhìn rồi đấy, ngắm nhé. Thương không? Thương mình không? Có thương mình không? Thương. Trời ơi, thương quá trời ơi thôi. Thương. They are friends. My mom and her is the best friend. They know each other when they 13 and when my mom 15 until now. Oh my goodness gracious. Yeah, they know in Saigon, Vietnam. And now every people like move United States and still like friend. We still connect together. My mom come here in 1994. And they come Vietnam, they still connect and they now my mom here. That's wonderful. Yeah. She live in California. She just came here to visit the month. Oh. And my mom in Virginia, in the North Virginia. That is something. She very good person. Anytime my mom had difficult time, she always had my mom. Oh. So my mom really love her. That's great. Mm-hmm. That's great. Bạn 80 năm. Yeah. 80 years. Lúc là 80 friendship năm thầy. 80 years. Oh my goodness gracious. Nếu là bạn 80 năm, có nhiều người ta mong sống cuộc đời 80 năm không được. Mà hai bà làm bạn 80 năm như thế này là đã. 80 năm mà chưa có bao giờ có một cái chuyện gì mà giận hờn là 5 ngày, 3 ngày chưa bao giờ có cái chuyện đó. I had her since she was a baby. She was like that when I got her. So, that's why she gets sad when I'm away. Yeah, I know. Bà nói gì cơ? Bà nói bà lúc có nó lúc nó mới có bé đi bây giờ bà đi xa cho nên nó buồn. Tên nó là gì? Đặt cái CC. Còn bà đặt cái gì đó mình không biết. What's her name? Linda. Linda. Bà Linda. How about her? Little bit. She little bit. Little bit? Uh-huh.
Đó là con cáo nhỏ little bit. Đằng này mới đạt CC. Nhưng mà nó cũng biết nghe, nó biết nghe. Ờ, đó, hồi đó khi bà bất tỉnh rồi vô bệnh viện đâu biết nó tên gì. Yeah. Đằng này mới đặt lại luôn. He used to bring her food at her house. He'd bring her food and pet her. So she's always loved him. Thầy cho nó ăn gì thầy? Nó ăn đồ của nó. Đồ của nó. Chỉ có con chó nhỏ nó ăn tùm lum thôi. Nó không ăn đồ, tại nó ăn quen theo bả rồi. Nó không ăn đồ gì khác ngoài đồ của nó hả? Nhưng bây giờ nó ăn chay rồi. Nó ăn chay. Hồi đó nó ăn thịt gà, khoái thịt gà lắm, bây giờ tự nhiên 2-3 tháng nó cho ăn thịt gà không ăn nữa. Chay luôn ở chùa, ăn chay. Bây giờ, phải ăn cơm chứ tương hộp. Ồ. Nó phải cơm tương hộp chứ cái sườn non chay chiên á. Ồ. Bây giờ là ăn chay luôn rồi. Nhưng mà cái đồ của nó thì chắc cũng có đồ mặn của đó đâu. Đồ chít á. Không có nói gì, cứ nhòm công à. Rết thấy bồ. Chia tay đi. Chia tay mạnh ai nấy đi. Bắt tay chứ mà chia tay. Chốc lại nhòm liếc. Bắt tay. Mà nay nó đi từ đường này để tôi nè cảm ơn tôi nói chuyện chơi à, mà nay nó tôi đây hai chia tay đi mà nay nó đi không giơ tay là muốn đứng dậy đi đi kéo đi đó nhưng không phải má chị có cái gọi là anxiety đó. Em hiểu không? Cái lúc đó chị muốn đi thôi đó. Dạ, nghĩa là không ngồi không yên. She have anxiety attack. Oh. So we have medicine, but I'm very limited to give to her. You know, thành mới ngồi đây mình đứng dậy, bà muốn ngồi ở đây rồi cái từ bà lớn bên đó rồi bà chạy lên bên đó, nghĩa là bà ngồi không yên. Đó, má cũng có nhấp nhổm đi. Ờ, nhấp nhổm hoài, không biết tiếng Việt Nam là cái gì. Anxiety. Đó, muốn đi á. Mà đi thì chút nó tự động ra thấy không? Không ai gọi là tự động ra đấy không? Bà còn mạnh lắm bác ơi. Yeah. Cái đầu bà còn mạnh lắm nhưng mà cái body là bây giờ nó như nó deteriorate rồi. Nhưng mà cái trí nhớ nó còn mạnh. Còn biết đi nha. Muốn đi. Đi. Nhưng mà giờ cô dám cô sống tới tuổi bà cụ không? Không cô ơi, cô gì nè? Con còn long thơm. Đúng rồi, sống tới tuổi này là hiếm thiệt á nha. Dạ. Thầy có nghĩ tới ngày anh chu long này để như bác Quang đi với á. 42 years, no, I cannot do that. Con không làm được đâu thầy ơi. 42 năm nữa mới bằng tuổi mẹ con. Thì bởi vì không phải dễ sống tới tuổi đó đâu. Chắc có ốm mẹ em ốm hơn tóc lúc trước thì đạt tóc kia bụi với lại mẹ em mập hơn bây giờ bác sĩ nói ăn nhiều quá đường cho nên kia ăn cho nên ốm mình cũng không cử nổi đâu mấy bà già này bây giờ em có ăn được bao nhiêu được thì cũng vậy càng ngày càng nó còn mạnh hơn ơi. Gãy lên rồi. Gãy lên. Gãy, từ đâu gãy lên. Tóc cái áo lên mà cho mình vét cái áo ở trong quần như này. If he are right now, she not have panic attack. No, she don't have panic attack, but she have anxiety sometimes. Oh, she has dementia. Gãy nè. Gãy nè. I know that feeling. Giờ là giống nhẽo rồi. No, not yet, but not yet. I've got to where I'm careful. Yeah. And no, she has anxiety. Ngọc hôm nay bao nhiêu tuổi? Chị Ngọc hình như tuổi con dậu, tuổi dậu phải không? À, con gà. Dậu là... Ủa vậy mẹ chị có chị em không? Có người em gái nữa, có người em gái với một cậu Hiền nữa. Cậu Hiền chết rồi, cậu chết lâu rồi. Ở con về Việt Nam cậu Hiền chết rồi. À chết rồi ở dưới ở Long Xuyên á, trong Kiên Giang. Dạ, với cái người vợ đó. Người vợ. Họ cái người bà mũi thì chết lâu rồi. Ờ, chị biết rồi, cái bà mới cũng chết luôn rồi. À, cũng chết. Cũng chết luôn rồi. Tại sao mà chết nhiều quá. Chết nhiều quá. Người nào quay qua cái bà chết người vợ hai đó là có con không vậy? Có con không? Thùy Dương, con Thùy, có ba đứa con. Vậy là 89 là tôi dậu nên 89 rồi. Dạ, đúng rồi.
hồi đó là bắt chú với đó mấy mẹ con. Dạ, cái bà đó cảnh sát, bác nhớ không? À, nhớ rồi. Bà chết rồi. À, chết rồi. Bà có ba đứa con, cũng nó làm ăn khá hơn là cái đám con con cụ Hiển, đó bà Bụi. À. Dạ, nhà lầu đồ đó, cái bà sau này đó, không? Rồi cụ Hiển chết, má con cũng biết mà. Thế hả? Dạ. Có về về cái nhà của cái bà cảnh sát á. Ở đó anh Bảo có thời gian ở nhà em. Vậy đó hả? Ở trên nó ở nó cũng đâu đó nó đi giờ gặp bởi hồi bả đi thằng Bảo nó bơ vơ nó có ai nữa đâu. Rồi cái mẹ có mấy hỏi rồi nè. Thằng thằng Bảo thì bao nhiêu tiền cho nó đủ. Dạ xài mà nó xài thì tôi cũng biết, tôi biết rồi nó xài bao nhiêu đâu mà nó đủ. Nhưng mà lúc mà dặn cái con mà nó thương á. Dạ. Cả nhà nó đã đánh bà tí sắc rồi không có làm ăn gì nè. Mà làm cái đeo trai đâu có bao nhiêu tiền lương. Hết tiền. Rồi thằng nó đòi đi ra, nó đòi đi ra bao nhiêu. Thôi thì chơi vô ngủ đi. Chơi. Để gạo thì cũng mở ra. Cho nó buôn gạo thì mua bao gạo. Thằng em già là thì có như đó thôi. Dạ. Chơi vô nghỉ ngơi đi. Đi được.